Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Tư pháp Mỹ cảnh báo nhóm hành động chính trị của tỷ phú Elon Musk về việc trao 1 triệu đô la Mỹ cho những cử tri đã đăng ký ở các tiểu bang chiến trường. Theo đó, việc tổ chức rút thăm trúng thưởng trị giá 1 triệu đô la Mỹ của ông Musk dành cho các cử tri có thể vi phạm luật liên bang. Ông Musk người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump và đăng chi hàng triệu đô la Mỹ để hỗ trợ ông Trump tranh cử, gần đây công khai giải thưởng trị giá 1 triệu đô la Mỹ do ủy ban hành động chính trị của ông trao tặng nhằm mục đích tăng số lượng cử tri đăng ký ở các tiểu bang có sự cạnh tranh gay gắt. Lời hứa ban đầu của ông Musk về việc trả thưởng cho những cử tri đăng ký ngay lập tức làm dấy lên mối lo ngại từ các chuyên gia luật bầu cử và một số quan chức tiểu bang, những người đặt câu hỏi liệu lời hứa đó có vi phạm luật hay không. Luật liên bang cấm trả tiền cho những người đăng ký bỏ phiếu, ngôn ngữ trong bản kiến nghị của Musk hiện hứa hẹn giải thưởng trị giá 1 triệu đô la Mỹ cho những người ký được chọn ngẫu nhiên, nhưng để ký vào bản kiến nghị, bạn phải đăng ký bỏ phiếu ở các tiểu bang cụ thể. Thư từ bộ phận liêm chính công của Bộ Tư pháp nơi điều tra các hành vi vi phạm luật liên quan đến bầu cử được gửi đến Ủy ban hành động chính trị của ông Musk theo những người được thông báo về vấn đề này. Ông Musk cho biết khi công bố cuộc rút thăm trúng thưởng tại một sự kiện vận động tranh cử của ông Trump ở Hattiesburg, Pennsylvania, Chúng tôi muốn cố gắng để có được hơn 1 triệu, có thể là 2 triệu cử tri ở các tiểu bang chiến trường ký vào bản kiến nghị. Vào ngày thứ hai của cuộc rút thăm trung thường, nhóm của Musk mô tả số tiền này là khoản thanh toán cho một công việc. Trong các bài đăng trên mạng xã hội, nhóm này cho biết những người chiến thắng sẽ được chọn để kiếm 1 triệu đô la Mỹ với tư cách là người phát ngôn cho nhóm và sau đó đăng các video chứng thực ủng hộ Trump có sự góp mặt của những người chiến thắng. Tuy nhiên, một số chuyên gia về luật bầu cử chỉ ra rằng, Phần chữ nhỏ trên trang web của nhóm giải thích về các điều khoản chính thức không thay đổi. Chỉ những người ký đơn kiến nghị mới có thể giành được giải thưởng 1 triệu đô la Mỹ và những người ký phải là cử tri đã đăng ký của bang Arizona, Michigan, Georgia, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania hoặc Wisconsin. Trong trường hợp ông Trump trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử vào tháng tới, một cuộc chiến thương mại lớn và đầy đủ sự so có thể sẽ bùng nổ, và lần này EU đã chuẩn bị để đáp trả mạnh mẽ. Một trong những bước đi quan trọng của EU là thành lập lực lượng phản ứng nhanh, được đặt ngay tại trung tâm ban điều hành của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Bruxelles. Nhóm này đã được chuẩn bị để đối phó với cả hai kịch bản, Đảng Dân Chủ hoặc Đảng Cộng Hòa thắng cử. Tuy nhiên, trọng tâm rõ ràng là chuẩn bị cho khả năng cựu Tổng thống Trump quay lại với chiến lược thương mại cứng rắn hơn. Động thái trên cho thấy nếu ông Trump tái đắc cử và áp đặt các mức thuế mới, EU sẽ không khoản nhượng. Bruxelles đã chuẩn bị một danh sách các biện pháp trả đũa mạnh mẽ nhằm tạo áp lực buộc ông Trump phải ngồi vào bàn đàm phán ngay từ đầu. Có thể nói một trong những thay đổi lớn nhất sau nhiệm kỳ đầu của ông Trump là sự đoàn kết mạnh mẽ giữa các nước thành viên EU trong việc đối phó với các thách thức thương mại từ Mỹ. Ủy ban châu Âu đã đóng vai trò chủ đạo trong việc phối hợp chiến lược, đảm bảo rằng toàn bộ khối sẽ phản ứng thống nhất. Một nhà ngoại giao cấp cao từ Bruxelles khẳng định, Bruxelles đã chuẩn bị sẵn sàng một danh sách các biện pháp trả đũa mạnh mẽ và chúng tôi tự tin rằng có thể chiến thắng trong cuộc chiến thương mại này. Một trong những điểm nóng trong cuộc chiến thương mại tiềm tàng này chính là ngành công nghiệp ô tô của Đức. Ông Trump đã từng đe dọa áp thuế từ 10% đến 20% lên các sản phẩm của ngành công nghiệp ô tô Đức trong nhiệm kỳ đầu tiên và tuyên bố sẽ phá hủy ngành công nghiệp này để buộc các doanh nghiệp chuyển sản xuất sang Mỹ. Đối với ông Trump, việc áp thuế lên ô tô không chỉ giúp giảm thâm hụt thương mại của Mỹ mà còn là một đòn bẩy để đạt được các thỏa thuận thương mại có lợi cho Washington. Sự đe dọa trên đã khiến các nhà sản xuất như Volkswagen, BMW và Daimler lo ngại. Ngành công nghiệp ô tô Đức không chỉ quan trọng đối với nền kinh tế Đức mà còn có mối liên kết chặt chẽ với nhiều nền kinh tế khác trong EU. Một cuộc chiến thương mại với Mỹ sẽ gây thiệt hại lớn, không chỉ với Đức mà còn với toàn bộ chuỗi cung ứng ở EU. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của EU không phải là kéo dài cuộc chiến thương mại, mà là nhanh chóng đàm phán một thỏa thuận. Các nhà ngoại giao EU tin rằng, dù có thể rất quyết liệt trong việc áp thuế, ông Trump vẫn là một người đàm phán thỏa thuận bẩm sinh. Minh chứng là ông Trump từng đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, NAFTA với Mexico và Canada, cũng như đạt được các thỏa thuận với Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Trên cơ sở đó, EU đang dự đoán rằng một phần trong các cuộc đàm phán này sẽ liên quan đến việc hợp tác chặt chẽ hơn giữa EU và Mỹ về vấn đề Trung Quốc. Ông Trump từng thể hiện sự quan tâm đến việc đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng Trung Quốc và EU có thể tận dụng điều này để làm đòn bẩy trong các cuộc thương lượng. Mặc dù vậy, EU hiểu rằng thời gian không đứng về phía mình. Ngay sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kết thúc, Brussels sẽ phải hành động nhanh chóng để bảo vệ lợi ích kinh tế của mình. Hiện tại, cuộc chiến thép giữa EU và Mỹ đã được tạm dừng sau khi lệnh đình chỉ thuế quan của EU kéo dài thêm 15 tháng vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, lệnh này sẽ hết hiệu lực vào tháng 3 năm tới, ngay sau khi Tổng thống Mỹ tiếp tục nhậm chức. Dù ông Trump hay bà Kamala Harris có lên cầm quyền, EU vẫn sẽ phải tính toán lại các chiến lược thương mại của mình. Kết quả thăm dò ý kiến cử tri công bố mới đây cho thấy, nhiều khả năng Đảng Cộng hòa sẽ giành quyền kiểm soát thượng viện từ tay Đảng Dân chủ trong mùa thu này. Kết quả của cuộc thăm dò do báo The New York Times, Đại học Siena thực hiện cho thấy, Đảng Cộng hòa đang dẫn trước Đảng Dân chủ trong các cuộc đua vào thượng viện Mỹ ở các bang Montana, Texas và Florida. Hiện tại Đảng Dân chủ đang nắm giữ 51 ghế tại Thượng viện, tuy nhiên việc thượng nghị sĩ Joe Manchin bang West Virginia quyết định không tái tranh cử đã khiến Đảng Dân chủ đối mặt với nguy cơ mất thêm một ghế. Hy vọng duy nhất của đảng này là duy trì thế cân bằng 50-50. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ John Tester của bang Montana, một trong những đảng viên dân chủ gặp khó khăn nhất, đang tụt lại phía sau đối thủ Cộng hòa là Tim Sheehy, một doanh nhân giàu có và cựu lính đặc nhiệm hải quân siêu, với tỷ lệ 52% so với 44%. Bang Montana với dân số khoảng 1,1 triệu người đã chứng kiến lượng tiền khổng lồ đổ vào cuộc đua tranh cử vào Thượng viện năm nay. Theo số liệu thống kê, hơn 265 triệu đô la Mỹ đã được chi cho quảng cáo trên truyền hình liên quan đến cuộc đua này. Tại Montana, cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước Phó Tổng thống Kamala Harris với cách biệt lớn là 57% so với 40%. Điều này tương tự như lợi thế của Thống đốc Greg Jenford của Đảng Cộng Hòa trước đối thủ Dân Chủ là Ryan Bush, 57% so với 35%. Còn tại Texas, Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Đảng Cộng Hòa đang dẫn trước đối thủ dân chủ là Colin Onred với tỷ lệ 48% so với 44%. Tại Florida, Thượng nghị sĩ Rick Scott của Đảng Cộng Hòa đang dẫn trước đối thủ Debbie Mukasell Power của Đảng Dân Chủ với tỷ lệ là 49% so với 40%. Hồi tháng 6, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã gặp các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa để bắt tay vào nghị trình đầy tham vọng có thể áp dụng nếu như ông Donald Trump tái đắc cử và Đảng Cộng Hòa giành lại quyền kiểm soát Thượng viện. Các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đang ngày càng tự tin về viễn cảnh ứng viên của đảng này là ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng vào tháng 11, cũng như khả năng chiến thắng của đảng này trên đường đua lưỡng viện quốc hội. Sự tự tin này dựa trên thực tế tỷ lệ người dân ủng hộ Tổng thống Joe Biden đang thấp, và họ muốn xây dựng nghị trình làm việc ngay từ bây giờ để sẵn sàng cho sự chuyển giao quyền lực vào tháng 1 năm 2025. Cảm thấy thế đa số đang trong tầm tay, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa bắt tay xây dựng nghị trình mới một khi kiểm soát Thượng viện. Thượng nghị sĩ John Cornyn của bang Texas, người chạy đua để trở thành thủ lĩnh Đảng Cộng Hòa kế tiếp tại Thượng viện, liệt kê những mục tiêu của ông trong trường hợp Đảng Cộng Hòa kiểm soát Nhà Trắng lẫn Quốc hội trong năm sau. Theo kế hoạch thì phe Cộng hòa tại thượng viện muốn tiếp tục việc cắt giảm thuế từ thời ông Trump làm tổng thống, tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, giảm những khoản chi bắt buộc của chính phủ để giảm nợ công. Trả lời NBC News vừa qua, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết bà không nghi ngờ gì về việc nước Mỹ đã sẵn sàng có nữ tổng thống và người dân không quan tâm nhiều đến giới tính tổng thống. Cụ thể, với câu hỏi của phóng viên NBC News về việc liệu nước Mỹ đã sẵn sàng cho một nữ tổng thống ra màu Bà Harris tuyên bố, hoàn toàn có thể xét về mọi mặt của đời sống đất nước, một phần quan trọng trong cuộc bầu cử này thực sự không phải là lật sang trang mới mà là khép lại một chương trong kỷ nguyên, thể hiện sự chia rẽ người Mỹ. Đồng thời, bà Kamala Harris không quên nhấn mạnh, phần lớn chúng ta có nhiều điểm chung hơn là những điểm khác biệt và người dân Mỹ mong muốn một tổng thống của tất cả người Mỹ. Đề cập đến yếu tố ứng viên nữ, da màu tranh cử tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris nói, tôi rõ ràng là phụ nữ Tôi không cần phải chỉ ra điều đó với bất kỳ ai. Điểm mà hầu hết mọi người thực sự quan tâm là bạn có thể làm công việc đó không và bạn có thực sự tập trung không. Đó là lý do tại sao tôi dành phần lớn thời gian để lắng nghe và sau đó giải quyết những mối quan tâm, thách thức, ước mơ, tham vọng và nguyện vọng của người dân Mỹ. Ứng cử viên Đảng Dân chủ cũng cho rằng người Mỹ xứng đáng có vị tổng thống quan tâm đến cuộc sống của mình, trái ngược với ông Donald Trump, người luôn chỉ tập trung vào bản thân mình. Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử, Phó Tổng thống Kamala Harris tỏ ra tự tin mình có nguồn lực, chuyên môn và sự tập trung đối với những mối đe dọa tiềm tàng ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Song song với đó, bà Harris cũng mạnh mẽ khẳng định ông Donald Trump cố gắng hủy bỏ cuộc bầu cử tự do và công bằng. Ông ấy đã kích động đám đông bạo lực tấn công đồi Capitol và 140 nhân viên thực thi pháp luật, trong đó có một số người đã thiệt mạng. Đây là vấn đề nghiêm trọng. Đây được coi là lời đáp trả mà bà Kamala Harris đưa ra sau khi ông Donald Trump gây áp lực lên ứng cử viên Đảng Dân chủ bằng những tuyên bố vô căn cứ về gian lận cử tri trong chu kỳ bầu cử năm 2024. Sky News vừa đưa tin trong đơn khiếu nại được gửi đến Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ FEC, chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump tuyên bố đã có sự can thiệp thông qua các hình thức đóng góp bất hợp pháp trắng trợn của công dân nước ngoài do công đảng Anh tiến hành được chấp nhận bởi chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris. Trích dẫn một ghi nhận từ báo Washington Post, đơn khiếu nại cho hay giới chức cấp cao của hai chính đảng đã có nhiều buổi gặp mặt riêng tư và trao đổi thông tin với nhau trước thềm ngày bầu cử ở Mỹ. Cụ thể, tờ Sky News viết, các chiến lược gia có mối liên hệ với công đảng Anh đã đưa ra lời khuyên cho bà Kamala Harris về cách giành lại sự ủng hộ của những cử tri bất mãn và thực hiện một chiến dịch giành chiến thắng từ phe trung tả. Cụ thể, trong đơn khiếu nại, Đội ngũ của ông Donald Trump cũng nhắc đến các bài báo khác về những cuộc tiếp xúc giữa các thành viên cấp cao của công đảng Anh như giám đốc truyền thông cho phố Downing, Matthew Doyle và tránh văn phòng của Thủ tướng Anh, Morgan McSweeney với chiến dịch tranh cử của bà Harris. Đơn khiếu nại còn trích dẫn một thông điệp do Sophia Patel, quan chức phụ trách hoạt động của công đảng Anh, đăng tải trên mạng xã hội LinkedIn tuần trước rằng 100 người đã và đang làm việc cho đảng này được điều động đến Mỹ để giúp vận động tranh cử cho bà Harris. Bài đăng này hiện tại đã được xóa đi. Đáng chú ý, đơn khiếu nại của đội ngũ luật sư bên phía ông Trump cũng nhắc đến tuần lễ kỷ niệm tại Mỹ vừa qua, đánh dấu sự kiện 243 năm ngày quân đội Anh đầu hàng trong trận Yorktown, một chiến thắng quân sự đảm bảo Mỹ sẽ độc lập về mặt chính trị với Anh ngày 19 tháng 10 năm 1781, ngày 19 tháng 10 năm 2024. Dù thừa nhận Mỹ cho phép các công dân nước ngoài tình nguyện hỗ trợ hoạt động tranh cử tại nước này, nhưng đội ngũ của ông Donald Trump quả quyết những người ngoại quốc làm việc đó phải không được trả thù lao, không được chi tiêu, chỉ đạo hay kiểm soát hoạt động thuộc các chiến dịch tranh cử ở Mỹ. Song song với đó, phe Cộng hòa và tỷ phú Elon Musk ủng hộ ông Donald Trump cũng đã lên án chiến dịch tranh cử của bà Harris đang loay hoay tìm kiếm ảnh hưởng từ nước ngoài để thúc đẩy thông điệp cấp tiến của mình vì biết không thể giành được sự ủng hộ của người dân Mỹ. Luân Đôn hiện chưa lên tiếng bình luận trước diễn biến trên. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã trực tiếp gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm new york vào tháng trước với tuyên bố ông rất tin tưởng vào các mối quan hệ cá nhân trên trường quốc tế